liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền trong ngân hàng. Ngày 16 tháng 3, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank chi nhánh Khánh Hòa đã bị cách chức. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank tỉnh Khánh Hòa cho biết, hội sở đã thi hành quyết định cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh, Giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa. Sau khi bị cách chức, ông Phạm Tấn Minh được bố trí công việc chuyên viên tại phòng hệ thống thuộc Sacombank tỉnh Khánh Hòa. Năm 2022, nhiều khách hàng gửi tiền tại chi nhánh Cam Ranh bị mất tiền không rõ lý do. Trong số đó có bà Hồ Thị Thùy Dương sinh năm 1977, trú phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Nhiều lần viết đơn tố cáo các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh đã sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép trong tài khoản ngân hàng cá nhân của bà với số tiền lên đến 46,9 tỷ đồng. Theo đó, tháng 5 năm 2022, bà Dương phát hiện tài khoản của mình bị thiếu hụt tiền nên đề nghị ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 để đối chiếu các giao dịch. Bà Dương cho biết, điểm bất thường trong các giao dịch là được thực hiện trong khung giờ từ 18 đến 21 giờ. Thêm vào đó, trong 3 giao dịch chuyển khoản trái phép chỉ có một giao dịch được thực hiện cho lọt với số tiền 11 tỷ đồng, trong khi hạn mức tối đa chuyển khoản tài khoản của bà là 10 tỷ đồng. Đặc biệt, các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo biến động số dư về điện thoại. Tổng số tiền của 12 giao dịch trái phép lên tới 46,9 tỷ đồng. Sau khi bà Dương có đơn tố cáo, đại diện pháp lý Sacombank cho rằng hồ sơ 12 giao dịch rút tiền từ ngày 4 tháng 5 đến 14 tháng 6 năm 2022 của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương tại phòng giao dịch Cam Ranh có liên quan đến việc 4 cán bộ phòng giao dịch chi nhánh Sacombank thành phố Cam Ranh bị khởi tố về tội tham mô tài sản. Nên hồ sơ đã được ngân hàng bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.